Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 14 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tý trong ngày này dễ rơi vào tình trạng nóng nảy và cáu kỉnh do chịu tác động của cục diện tương hại bản mệnh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ lựa chọn ra tay trong ngày hôm nay bởi bạn đang mất cảnh giác vì quá ương ngạnh do đó hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia xảy ra nhiều mâu thuẫn để cải thiện tình trạng này bạn nên tránh tình trạng so đo hơn thua bởi dù người thắng cuộc là ai thì bạn cũng sẽ chẳng vui vẻ được đâu tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim tài lộc khó kiếm không nên kéo dài công việc đem đến bất lợi sự cầu mong về quý nhân giúp đỡ không được như ý do có sự từ chối khéo hoặc chỉ gặp trên điện thoại tránh sự thị phi tranh cãi có tin tức không tốt về sức khỏe công danh tài lộc của phái nữ trong thân tộc bè bạn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy mọi sự mong cầu về tiền bạc sẽ có kết quả tốt nhưng chậm đến thuận lợi cho việc tạm ứng vay mượn đầu tư nên cẩn trọng về giấy tờ văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung có tin tức ở xa nói chung là không nên nóng nảy trong mọi việc tình cảm tốt có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại sự thuận lợi cho mình nhà có sự hội ngộ họp mặt của bè bạn người thân hoặc có tin vui đến có tài lộc tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao dễ gặp sự đảo lộn không như ý, hoặc có chuyện thay đổi, rời chỗ, rời hẹn cho công việc. Sức khỏe không tốt chỉ thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, sắp xếp suy tính lại những việc đã qua, đặt kế hoạch mới cho công việc sắp tới. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ có tin thuận lợi về công việc làm ăn và có rất nhiều việc đến cần phải giải quyết. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay cục diện tương hình gây ra những tác động xấu cho sự nghiệp của người tuổi Sửu và là nguyên nhân khiến bạn vướng rắc rối. Bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và dễ mắc sai sót ngay cả trong những công việc quen thuộc trong ngày hôm nay bạn cần hết sức tránh những quyết định và hành động nông nổi khiến người khác có cái nhìn sai lệch về mình nếu quá vội vã bạn có thể đưa ra những quyết định sai gây thêm phiền phức cho tương lai thiên ấn khuyên bạn nên mở rộng lòng mình không nên sống mãi trong thế giới riêng hãy cho người khác cơ hội tiếp cận bạn đừng nghĩ rằng việc xã giao là phiền phức và bất cứ ai tiếp cận mình cũng là nhằm mục đích nào đó tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng dù việc trước mắt có biến động như thế nào nên giữ vững lập trường mà tiến hành nên xem ý kiến của người khác như một sự tham khảo tin tức mong cầu hoặc người mình cần gặp còn chậm chưa đến nhà có tiệc có khách đến tài lộc tốt việc đến rất nhanh tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên mưu cầu tiến hành những việc lớn lao ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi gì mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở đảo lộn ngày nên thu vén sắp xếp lại công việc cho ổn định nên nghỉ ngơi, không nên tính toán. Có tin xa, tài lộc vào ra thất thường, có lộc nhỏ. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh Hỏa. Ngày sung của buồn mạng, ngày không nên quyết định giải quyết những chuyện lớn lao. Nếu có tin tức đến chớ vội tin và cũng không nên quyết định nhanh chóng. Cần có sự hội họp bàn thảo. Có tin buồn, ngày tài lộc vào ra thất thường, dễ hao, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh Thổ. Ngày sung của buồn mạng có tin buồn của thân nhân ở xa, hoặc có tin tức cần phải tiến hành về công việc đã tạm thời bỏ dở. Có sự sắp xếp, tu bổ, sửa chữa về nơi ăn, trốn ở của mình cùng thân nhân, hoặc hao về mua sắm cho những gì cần thiết của công việc sắp tới. Ngày không nên quyết định những việc quan trọng, khó có kết quả. Có sự nhờ và cần giúp đỡ của bè bạn, thân nhân. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Tất cả mọi việc nên cẩn trọng, vì sự việc xảy ra có nhiều sự đảo lộn, cháo trở hoặc thiếu sót gặp chuyện dày dạ phiền toái về giao thiệp gặp gỡ sức khỏe không tốt bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp có lộc ăn hoặc có quà nhỏ có tin buồn tử vi tuổi dần chính tài nâng đỡ khiến người tuổi dần được tận hưởng một ngày sung túc bạn có thể được nhận một khoản tiền lương hoặc thưởng nóng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua. Một vài người có thể còn được người thân ủng hộ trên lĩnh vực tài chính để khởi nghiệp. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và tự tin gánh vác trách nhiệm mình đã chọn. Bạn hoàn toàn có khả năng phát triển nếu cố gắng hết sức mình. Tiếc rằng hôm nay mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không chút giận lên nửa kia gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Nên thân cận với người lớn tuổi, hoặc cấp trên nhờ giúp đỡ ý kiến khi quyết định công việc. Có tiệc, nhóm bạn hoặc có sự thay đổi, sửa chữa, tu bổ, dọn dẹp về nhà cửa, văn phòng. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh. Không nên quá tham lam sẽ có hại. Có quý nhân giúp đỡ về công danh, tài lộc. Tình cảm tốt, gặp bạn hoặc có khách đến, hoặc có tin tức của họ. Hạp các nghề xây dựng, kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa không nên hấp tấp vội vàng trong mọi quyết định sự mong cầu sẽ khó có kết quả hoặc có sự rời hẹn sai hẹn tin tức không đến nên tìm lại những kinh nghiệm cũ mà ứng phó thì sẽ có kết quả tốt có sự hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc về tiệc tùng đình đám tin vui tài lộc trung bình có người đi xa quay trở về tử vi tuổi mậu dần thụ mệnh thổ có người thân có bè bạn đến hoặc nhận được tin cần sự giúp đỡ của mình về làm ăn mua sắm trao đổi hàng hóa vật dụng sự thỏa thuận nặng về tình cảm uy tín hơn là vật chất tiền bạc nếu có tài lộc thì không nên tiến thêm sẽ gặp điều không hay ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ hoặc có công việc mới tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không nên vì tình cảm quá mức mà buông thả cho họ hành động sẽ có thiệt thòi hoặc mang tai tiếng thị phi có tin tức không tốt ở xa việc đi xa hoặc muốn thay đổi công việc giải quyết một cách dứt khoát chưa có kết quả tốt ngày có nhiều người đến vì tiệc tùng gặp gỡ Điều tưởng chừng đã mất đã quên sẽ tìm lại được. Gặp lại người xưa, việc cũ, không nên cãi nhau vì bất đồng quan điểm, việc ăn uống, xử sự, sự mỗi người đều có tánh ý khác nhau. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên hấp tấp bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại hoặc có người không vừa ý, có chuyện buồn. Tuy nhiên sẽ có kết quả tốt, nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp tài lộc có sự trắc trở hoặc phải có thêm điều kiện mới có tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ ngày có sự đáo hạn đến hẹn hoặc có công việc mới tử vi tuổi mão công việc của người tuổi mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ song nếu đang bận rộn lên kế hoạch cho tương lai thì bạn cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt khi đứng trước những quyết định trọng đại theo tử vi hàng hàng cho thấy bản mệnh có thể cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm chứ không nhất thiết phải làm mọi việc một mình mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay trực thu là ngày nên làm những công việc có sự thu hái kết quả như thu hoạch hoa màu ngũ cốc dựng kho tàng cất chứa của cải tránh những công việc có tính chất khởi đầu tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dù có tin xấu về công danh cũng như về tình cảm, hoặc có sự lỡ lời khiến đưa đến sự mích lòng cũng không nên nóng nảy làm cho việc trở thành khó khăn thêm. Ngày có nhiều ưu phiền, lo âu chủ yếu về mặt quan hệ, giao thiệp. Nên cởi mở, tài lộc trung bình, cứ để yên mọi việc bình thường thì tốt. Ngày có khách đến hoặc có tin. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện lửa. Tin tức đến chậm, có trở ngại trong nhà hoặc trong công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác làm ăn nói chung ngày dễ gặp sự trắc trở khó khăn nhưng cũng không phải là xấu hao tốn về mua sắm giao thiệp nên cẩn trọng không bàn đến chuyện người dễ bị hàm oan trách oán tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ tất cả mọi việc nên cẩn trọng bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau cần nên có sự kiên nhẫn ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp có lộc ăn hoặc có quà nhỏ có tin buồn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc ngày có tiệc tùng hoặc có sự tu bổ sửa chữa dọn dẹp có lộc ăn quà tặng sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm nhưng cũng không có sự thiệt thòi nên tìm lại những công việc cũ còn sót lại để giải quyết cho xong có lợi sau này có tin buồn hoặc có sự thất bại của người thân tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim nên cẩn trọng về sức khỏe có tin buồn nếu là chuyện vui chơi cũng hao tốn có sự mích lòng hoặc không đi được gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết lo toan bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Tử vi tuổi Thìn. Chính ấn nâng đỡ, người tuổi Thìn thông minh và khiêm tốn nên dễ được người xung quanh tin tưởng cứ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ như hiện tại bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá tuy nhiên con giáp này cũng cần phải chú ý cởi mở hơn với những điều mới mẻ đừng hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc càng biết nhiều thì giá trị con người của bạn sẽ càng được nâng cao hôm nay mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp vì thế nếu ai có ý định tiếp cận bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nên khởi sự ngay công việc đã định trước hoặc hành động chỉ nên có tính cách thăm dò tham khảo ý kiến của người khác hoặc chờ đợi tin tức mới hấp tấp vội vàng dễ đưa đến hao tốn bất lợi cùng sự xích mích bất hòa có điều nuối tiếc có tin xa tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ mọi việc nên để tự nhiên không nên cưỡng cầu hoặc nóng vội sẽ có kết quả tốt bằng ngược lại sẽ gặp rủi ro thất bại mọi tin tức đến trong ngày đều dễ có sự đảo ngược trong thực tế chỉ nên chỉnh đốn tu bổ sắp xếp cho tốt những gì mình đang có tài lộc đến chậm hoặc có tin xa có lợi cho công việc cũng như cho tình cảm tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc việc như thế nào thì cứ làm như thế ấy không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn việc làm tình cảm tiền của sự đáo hạn định kỳ có lộc ăn quà tặng Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Đề phòng có người chơi xấu, hoặc có sự bội ước. Có tin buồn hoặc tin xấu của thân nhân, bè bạn, hoặc có người đến nhờ và mình giúp đỡ. Nếu là người làm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng, nhưng cũng không nên vì quá tình cảm mà gặp sự thiệt thòi, hoặc phải miễn cưỡng mà làm sẽ không có lợi cho cả đôi bên. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Nhưng không nên tiến hành nhanh vì sẽ có chuyện mới xảy ra khiến phải thay đổi kế hoạch. Gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt, hội họp, hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc. Có hỷ sự, hao tốn về di chuyển, đi lại, xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi tỵ Mối quan hệ giữa người tuổi tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp hai người luôn chuyện trò và tâm sự với nhau nhờ thế mà bạn thấu hiểu được nhiều suy nghĩ và cảm xúc của người ấy những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm để ý của người khác phái nếu có người chân thành muốn đến với mình bạn hãy thử cho đôi bên một cơ hội đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình chính quan trợ mệnh bạn hiếm khi mắc những sai sót đáng tiếc bởi một khi đã bắt tay vào làm việc gì là bạn vô cùng nghiêm túc hôm nay bạn có cơ hội khẳng định bản thân và cho mọi người biết tài năng của mình tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa sức khỏe không tốt có nhiều sự lo âu về công danh tài lộc cũng như về tình cảm có sự thay đổi bất ngờ hoặc nghe được tin tức về chuyện này có tin buồn nếu có tiệc tùng đình đám họ hẹn vui chơi cũng không được như ý hao tài về tu bổ sửa chữa mua sắm tiền định kỳ sự mong cầu về tiền bạc khó khăn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ tránh đi nhiều chuyện phiền hà trong ngày Mọi việc mong cầu về tài lộc, tin tức còn khó khăn không được tại ý. Có tin buồn, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, sắp xếp lại công việc dễ hao tài. Nên cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ dễ có sự thiếu sót, hiểu lầm, tranh cãi. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh Mộc. Ngày không tốt, gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc phải mua sắm sửa chữa tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim có những sự việc xảy ra khiến mình phải lo âu bận rộn chưa biết được phương cách giải quyết hoặc có tin buồn sức khỏe không tốt có sự hao tài về tu bổ sửa chữa mua sắm nếu không phải là việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi di chuyển đi xa gặp gỡ đều không có lợi tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng nên có sự chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ. Chuyện tiền bạc cần phải khéo léo, dễ có sự hao tốn hoặc không thành công. Việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn công việc, thu dọn những việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi ngọ Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi ngọ đầu tư, làm ăn bởi cục diện nhị hợp át hẳn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng cá mối quan hệ xã giao bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn người đã làm cha mẹ luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu trò chuyện bạn luôn muốn mình là bạn bè và điểm tựa của con cái Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Cẩn thận trọng trong khi tiến hành công việc có những sự việc xảy ra khiến phải bỏ dở hoặc tạm ngừng hoặc phải đổi phương hướng, phương cách hành xử. Tài lộc tuy có nhưng phải có sự nỗ lực bền chí, hoặc có kẻ tranh giành với mình, hoặc có mà phải hao phân chia. Có tin tức ở xa, nên nhờ quý nhân ở xa thăm hỏi tin tức trước khi hành động. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy ngày của đám đông hội ngộ hội họp họp mặt hoặc có nhiều tin tức đến tốt xấu lẫn lộn nhưng vui nhiều hơn buồn sự mong cầu về tiền bạc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả tốt không nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ không hay có cuộc đi ngắn hạn hao tài vì giao thiệp mua sắm tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt hội họp hoặc có tin tức của thân nhân bè bạn ở xa Ngày có sự thay đổi về công ăn việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc, có hỷ sự, có sự hao tốn về sự di chuyển đi lại hoặc hao tài về xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày của sự đến hẹn định kỳ, những việc đã có dự tính trước nay xuất hiện. Hoặc có sự kết thúc của việc làm và mở ra công việc mới tuy nhiên cũng nên xem xét lại kỹ lưỡng e có sự thiếu sót cần phải sửa chữa điều chỉnh ngày có tin vui hoặc có khách đình đám sự mong cầu về tài lộc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ di chuyển tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn mọi việc nên từ từ giải quyết tài lộc trung bình sự mong cầu về tin tức còn chậm hao tốn về chuyện giao thiệp gặp gỡ những chuyện định ký có tin buồn, đề phòng sức khỏe. Tử vi tuổi mùi. Thiên ấn phù trợ, người tuổi mùi có thể dựa vào sự linh hoạt, nhạy bén của bản thân để đạt được thành công trong sự nghiệp, nhất là nếu như bạn đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ. Bạn thậm chí có thể đạt được những đỉnh cao mình không hề ngờ tới. Người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa bởi bạn chẳng hề thua kém ai nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn giảm bớt những rắc rối không mong muốn hướng tốt hôm nay là hướng tây bắc và đông nam tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng dù thấy điều gì có lợi cũng nên từ từ mà tiến và nên hỏi ý kiến của người trên hoặc người mình tin cẩn cần nhất là nên xem xét lại những vấn đề xưa cũ hoặc thu vén sắp xếp tu bổ sửa chữa về văn thư giấy tờ văn phòng nhà cửa có tin xa tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng có nhiều sự bận rộn lo toan cho công việc và hao tài tất cả đều chưa có kết quả cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai nên chú trọng sự góp ý của bè bạn người cộng sự trước khi quyết định ngày thuận lợi cho sự nhóm họp bàn thảo hao tài về mua sắm đi lại tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng nên có sự chậm rãi không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có lộc những việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh chỉnh đốn công việc thu dọn những việc còn bỏ dở tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng chỉ nên giới hạn trong các công việc thường nhật không nên toan tính gì thêm sẽ không có lợi tài lộc trung bình có người đến nhờ mình giúp đỡ về công việc cũng như chuyện riêng tư, tình cảm, nhà cửa. Có lộc nhỏ, mọi việc khi tiến hành không nên cầu mong kết thúc sớm, có trở ngại chính đáng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của buồn mạng, nếu có tiền bạc thì cũng phải hao tốn về mua sắm, tu bổ, trả nợ hoặc được vay mượn. Ngày có nhiều biến động, thay đổi từ công danh, việc làm cho đến tình cảm. Có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi thân. Người tuổi thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày hôm nay. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình. Bạn sẽ chẳng khó tìm được người ưng ý đâu. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những ai có ý định làm thân. Đừng buông thả theo cảm xúc nhất thời nếu bạn không muốn điều này gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình kiếp tài cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi đấy nhưng đừng tự biến mình thành một người nóng vội làm việc không suy nghĩ những quyết định của bạn không chỉ ảnh hưởng đến một mình bạn mà có thể là cả mọi người xung quanh nữa đấy tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy sự mong cầu về tiền bạc dù có đến cũng phải chịu nhiều điều kiện hoàn cảnh khắc khe hoặc nhọc nhằn công việc dù có đang gặp chuyện trắc trở cũng có cơ hội hoặc được quý nhân bè bạn giúp đỡ có tin xa có người khác phái nhờ vào mình có sự thay đổi nhỏ về phương hướng làm ăn, hoặc nhận được sáng kiến mới để giải quyết công việc. Kết quả tốt là nhờ sự ăn ở đạo đức của mình đối với mọi người trong quá khứ. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Nếu có tài lộc chỉ là thành quả của việc làm tận tình của mình ở quá khứ, có thể là quà tặng, niềm vui, hoặc vì nhân nghĩa nặng tình mà có người đem đến cho mình điều lợi, điều vui. Mọi việc không nên tính toán. Có tin về sự lỗi hẹn, rời hẹn, hoặc có tin không kết quả về việc làm của thân nhân, bè bạn. Tình cảm tốt, ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc công việc bị trắc trở khó khăn mọi việc nên chậm rãi từ từ giải quyết hoặc nên để vào ngày khác tài lộc trung bình mong cầu về tin tức còn chậm tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc sự việc có thể đảo lộn không như mình nghĩ mọi việc không nên cưỡng cầu chỉ tự làm khổ mình có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu không nên tiến thêm tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chuyện tình cảm không nên dính vào việc làm nên có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm chuyện đi xa thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa nhận được tin tức của thân nhân bè bạn ở xa về di chuyển tin gặp lại người xưa tài lộc còn chậm dễ hao tử vi tuổi dậu tỷ kiên giáng họa người tuổi dậu dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp trước khi oán trách người khác bạn cũng cần tự xét lại chính bản thân mình xem những việc mình làm đã thực sự đúng đắn hay chưa bạn vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ nhưng như vậy không có nghĩa là bạn nên bỏ ngoài tay lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác bạn có biết mình đang tự cô lập bản thân bởi thói kiêu ngạo hay không trong chuyện tình cảm mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có sự bận rộn về hội họp nhóm bạn bàn thảo hoặc có tin tức về công việc cần phải giải quyết ngày có đình đám tiệc tùng hội ngộ người thân và có hao tài chút ít về ăn uống mua sắm tài lộc bình thường, nhưng thuận lợi cho công việc xây dựng, địa ốc, bảo hiểm. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ giờ nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có tiệc tùng, đình đám. Có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hào tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin xa. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều biến động, thay đổi từ công danh, việc làm cho đến tình cảm. Có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Có tài lộc nhưng dễ hao về mua sắm, quà tặng tu bổ, sửa chữa. Có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Mọi việc đến thì nên tiến hành nhanh chóng hoặc cố gắng giải quyết vì trong ngày còn có nhiều chuyện xảy ra, có khách đến hoặc có tin khiến mình phải giao tiếp. Ngày có nhiều sự bận rộn vừa về công việc vừa về tình cảm, đông người. Có người mang tin buồn cần nhờ mình giúp đỡ. Cũng có tin vui về họp mặt, gặp gỡ, tiệc tùng. Tài lộc vào ra thất thường. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn. Có cuộc ra đi ngắn hạn. Nhà có tiệc hoặc được mời dự tiệc. Có lộc ăn, có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm. Tài lộc trung bình. Ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp, xử thế khiến cho tiến trình làm việc dễ bị đứt đoạn, và hao tài. tử vi tuổi tuất tương hình tác động khiến người tuổi tuất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói bởi bạn thường không nghĩ đến cảm nhận của người khác khi phát ngôn bên cạnh đó những lúc gặp khó khăn trong công việc bạn không nên quá căng thẳng lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn bởi chỉ cần quyết tâm bạn sẽ dần dần tìm được phương án khắc phục mọi khó khăn nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn nhiều tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa mong cầu về tiền bạc nếu có thì cũng gặp sự hao tán hoặc trắc trở ngày có nhiều chuyện đến cần phải sắp xếp hoặc có đám tiệc việc đi xa nên chậm rãi chờ vào một ngày khác mới tốt ngày thuận lợi cho việc sửa chữa tu bổ dọn dẹp sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn về sức khỏe công danh bổn mạng tiền bạc của người thân có người muốn xen vào chuyện tình cảm tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nếu có tin tức hoặc có người đến mời mình hợp tác làm ăn thì nên suy nghĩ chớ hấp tấp quyết định nhanh chóng còn nhiều ẩn ý của họ ở phía sau chỉ đem lại lợi ích nhỏ nhoi có sự gặp gỡ của thân nhân bè bạn hoặc có tin tức có sự hao tốn về giao thiệp mua sắm tiệc tùng có tài lộc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm chuyện đi xa thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa nhận được tin tức của thân nhân bè bạn ở xa về di chuyển tin gặp lại người xưa tài lộc còn chậm dễ hao tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim coi chừng có sự phản chắc hoặc tình thế đảo lộn có sự chậm trễ hẹn mà không gặp không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc của mình nếu có sự mong cầu về tình cảm giao thiệp cũng nên chậm rãi vì niềm tin của họ đối với mình chưa đủ nên nhẫn nại hoặc có sự thiệt thòi đôi chút sẽ có kết quả tốt có tin xa có tài lộc Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày sung của buồn mạng. Nếu không có việc gì quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi hoặc thăm viếng, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngoài ra sự di chuyển, đi xa về công việc đều khó có kết quả như ý. Có người đến quấy giày hoặc muốn nhờ mình giúp đỡ. Tiền bạc nếu có chỉ là chút ít, dễ hao. Tử vi tuổi hợi. Hôm nay mối quan hệ giữa tuổi hợi và người nhà không được êm ấm thậm chí bản mệnh có thể cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai trước mắt bạn hãy dành thời gian để xem lại kế hoạch xem sao nếu đã lập gia đình mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không mấy êm đẹp đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết bao dung thông cảm cho nhau nếu không mau thay đổi hai người sẽ đi tới bờ vực rạn nứt thương quan cũng cảnh báo bản mệnh chớ nên quá hiếu thắng vì muốn thể hiện bản thân khi làm việc việc gì cũng cần phải có chừng mực bạn cần chú ý cách cư xử sao cho hợp lý với hoàn cảnh và mọi người xung quanh tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên hấp tấp tiến hành nhanh chóng dù sự việc có cấp bách càng chậm càng tốt sẽ có lợi nên tiếp tục lắng nghe hoặc chờ đợi tin tức mới sẽ có kết quả tốt ngày có nhiều tin tức hoặc có tiệc nhỏ nhà có nhiều người đến có tin buồn về sức khỏe của người thân ở xa hao tài về mua sắm giao thiệp tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Có nhiều việc giải quyết có liên quan đến nhà cửa, địa ốc, nơi ăn trốn ở. Cần nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Nói chung là cứ hết lòng với công việc. Dù có thiệt thòi chút ít nhưng sẽ có lợi về sau. Có tin buồn, tài lộc vào ra thất thường. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn. Có cuộc ra đi ngắn hạn. Nhà có tiệc tùng đình đám hoặc được mời dự tiệc. Có lộc ăn có sự tu bổ sửa chữa hoặc mua sắm tài lộc trung bình ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp xử thế khiến cho tiến trình làm việc dễ bị đứt đoạn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim mong cầu về tình cảm không nên cưỡng cầu và cũng nên khéo léo trong sự giao tiếp để khỏi gây sự buồn phiền cho họ về việc làm nên thẳng thắn nói lên sự trở ngại khó khăn khi có người muốn nhờ mình giúp đỡ có tin buồn về sức khỏe công danh của bè bạn người thân có tài lộc có người đi xa gặp lại người xưa hoặc có tin của họ tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy khó có công việc gì trong ngày làm nên kết quả như ý hoặc làm mà không được hưởng công lao hoặc phải bỏ giờ nửa chừng chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vành thường nhật cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại